Dạ chào quý anh chị mình nha. Thì trong video ngày hôm nay á, em Dư sẽ gửi đến quý anh chị mình một cái ổ nhà mà giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Và đặc biệt căn nhà này hiện tại chủ nhà đang rất là ngon chị, đang cần bán gấp luôn. Và vị trí căn nhà của mình ngày hôm nay á, là gần chợ Bình Chánh nha. Từ trục đường Đinh Đức Thiện á, cô chú anh chị mình di chuyển vào tới đường ngay chỗ khu miền Cầu Tràm, chợ Trung Thành là tới nhà mình luôn. Và mặt dựng của căn nhà mình ngày hôm nay được thiết kế là kiểu máy hợp anh chị, ở rất là hiện đại luôn. Diện tích căn nhà mình á, là ngang 4, chiều dài là 10 mét nha anh chị. Ở thiết kế rất là rộng rãi luôn, có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh nha. Có phòng khách, phòng bếp mà rất là rộng và thoải mái luôn. Và nằm trong một khu dân cư đông đúc anh chị. Ở khu dân cư vực mình hiện hữu rồi nha. Ở rất là an ninh luôn. Thì bây giờ em Dư mời con chú chị mình tham quan nhà đi. Thì trong clip á, em Dư sẽ báo giá cho anh chị một cái giá rất là tốt luôn nha. Thì ở đây á, thì trước khi bước vào nhà ở đây á, thì em Dư trang bị mình lớp cửa anh chị, cửa sắt hộp nha, cửa bóng cánh cho mình. Ở đi chung với kính cường lực luôn. Vậy cô chú anh chị mình có thể làm thêm cái cửa cuốn hoặc là cửa kéo anh chị để tăng tính an toàn cho căn nhà mình. Ở mặt dựng đây á, thì em Dư lắp gạch đá ống kiến hết anh chị. Ở cả đó sạch sẽ cho mình luôn. Đường trước nhà đường bê tông nha. Ở du lịch của chú anh chị phải di chuyển qua tầng nhà luôn. Đây sẽ là khu vực phòng khách của nhà mình nha anh chị. Ở rất là rộng rãi luôn cho anh chị về thay từ decor shop nha. Ở phía trên trần ở đây á, thì em Dư dựng hợp cho quý anh chị mình trần thạch cao nha, đi với hệ thống đèn lon đèn led luôn. Những cái hoa tiết nổi á, rất là đẹp nha quý anh chị. Đó. Hai bên tường thì các bạn tinh cao m2, dây thích hợp mình để một bộ sofa nè. Ở đây là dàn tivi âm thanh, còn rất là phù hợp luôn. Ở bậc tam cấp ở đây á, thì em Dư có ốp gạch 3D cho mình nè. Ở xây dựng rất là đẹp nha quý anh chị. Vậy có chút gì thời gian trang trí thêm những cái kệ tủ á, ở những cái sông gỗ á, mình sẽ lắp thêm. Và căn nhà này á, thì hiện tại anh chủ nhà đang không còn ở anh chị, ở đang cần bán gấp luôn. Dù mà cô chú anh chị mình mua về á, thì mình chỉ cần dọn dẹp một chút xíu thôi, ở cũng như là sơn phết là này nè, ở trà ron là sẽ mới tin luôn nha quý anh chị nha. Đây sẽ là khu vực bếp của nhà mình. Đây khu vực bếp đây rất là rộng nha. Đó, đây rất là rộng, vậy cô chú anh chị mình để bếp ga nè, đồ đạc nấu nướng của mình đây, rất là tuyệt vời luôn, để thêm một bàn ăn. Và giữa nhà thì xem bạn giao chị của nhà vệ sinh nè, đèn đủ để giao hết trang thiết bị luôn, ở gạch cao. Và căn nhà này á, thì em Dư xin nhắc lại diện tích là ngang 4, chiều dài là 10 m, thiết kế một trệt một lầu gồm hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Và căn nhà này giá tổng nha quý anh chị chỉ có 630 triệu thôi, thì giá này bên em còn thương lượng á, thì quý anh chị mình xuống xem nhà trực tiếp á. Thí dụ mà thiện chí mua thì em Dư sẽ còn bớt lọc cho mình một xíu nha. Và căn nhà này hiện tại rất là đẹp nha quý anh chị. Thì anh chị nào mà quan tâm, nếu mà thấy căn nhà này phù hợp với mình á, thì nhấn máy alo ngay cho em. Ở thì giờ như mà khu chú gì mình tiếp tục tham quan lên đầu trên nè. Tiếp đến đây sẽ là khu vực cầu thang mình di chuyển tới tầng 1 nha quý anh chị. Tay mình sẽ bằng inox cho mình nè. Ở trong đi xét luôn. Nó đi rất là rộng rãi nha. Và trên tầng 1 mình á, thì sẽ có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Thì giờ như mà khu chú gì mình tham quan tiếp nè. Căn phòng thứ nhất nha quý anh chị, rất là rộng rãi luôn. Để dùng tủ quần áo thì rất là thoải mái lắm nha. Hệ thống đèn trần rất là đẹp luôn, trần là trần đa phong nha quý anh chị. Rất là mát luôn nha. Đây hành lang đi rất là thoải mái nè. Và giữa nhà thì ở trên tầng 1 đây thì như các bạn nhân chú anh chị mình nha, cái toilet nha, sử dụng chung cho hai phòng, đầy đủ hết trang thiết bị luôn. Đây là căn phòng ngủ master nha anh chị, có hướng cửa ra ban công nè. Đó, có hệ thống cửa sổ lớn nha. Thì căn phòng này á, thì quý gì mình đặt phòng ngủ một phòng thờ cũng được. Phòng này rất là rộng nha, ở phía trên là trần la phong. Thì em Dư xin nhắc lại căn nhà của mình á, với diện tích là ngang 4, chiều dài là 10 m, thiết kế một trệt một lầu gồm hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Vị trí là trục đường Đinh Đức Thiện nha, gần chợ Bình Chánh. Chú chị mình di chuyển từ Đinh Đức Thiện vào tới chỗ khu vực Cầu Tràm, chợ Trung Thành là tới nhà mình luôn. Giá full căn này chỉ có 630 triệu thôi. Căn nhà này là hiện tại chị chủ nhà đang rất là gạt tiền quý anh chị, đang cần bán gấp luôn. Giá này là rất là rẻ trong thời điểm này luôn. Thì anh chị nào mình mà lương thu nhập thấp nè, đang có mức tài chính thấp á, nếu mà thấy căn nhà này phù hợp với mình á, thì nhấn máy alo ngay cho anh Dư. Thì cuối video thì anh Dư cũng xin chúc cô chú anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe nè, và thành công trong công việc, và hẹn cô chú anh chị mình ở những video clip cho mình tiếp theo ạ.